Nữ thần bóng truyền đẹp nhất hành tinh đăng hình gợi cảm nhân dịp đặc biệt Tatiana Dimianova nữ thần bóng truyền đẹp nhất hành tinh vừa kỷ niệm một dịp đặc biệt bằng hình ảnh khoe vòng một nóng bỏng Tatiana Dimianova nữ thần bóng truyền đẹp nhất hành tinh như bầu chọn của giới truyền thông trước đây tiếp tục hút hồn fan bằng những hình ảnh đầy gợi cảm nhân dịp kỷ niệm trang Instagram cá nhân đạt 140.000 lượt theo dõi sở hữu chiều cao 1m83 Số đo ba vòng chuẩn như siêu mẫu, dễ hiểu vì sao Tatiana thu hút lượng fan cực lớn trên mạng xã hội, bên cạnh đó. Việc rất chăm chỉ tương tác với fan đã giúp Tatiana thường xuyên gây bão trên trang Instagram cá nhân, bén duyên với bóng truyền từ lúc 11 tuổi và chỉ 5 năm sau. Tatiana đã trở thành thành viên đội tuyển quốc gia Kazakhstan, những thành tích tiêu biểu của Mỹ nhân sinh năm 1996 là chức vô địch giải trẻ Kazakhstan 2015. Cúp Kazakhstan 2017 và vô địch Kazakhstan 2019, mỹ nhân bóng truyền giống hoa khôi tennis bao chớt gây sốt mạng xã hội, Maddy Ledbridge là vận động viên bóng truyền người Anh hiện đang chơi cho câu lạc bộ Londra Volleyball. Sở hữu ngoại hình xinh xắn cùng vóc dáng chuẩn siêu mẫu, tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất khiến cô nàng nổi tiếng là nhờ khuôn mặt giống với hoa khôi tennis người Canada Eugenie Bouchard, mới đây. Một trang Instagram về bóng truyền bất ngờ chia sẻ hình ảnh Matt Dillet và thu hút hơn 800 lượt thích. Giàn khoa khôi bóng truyền Việt Nam tổ chức sinh nhật cho Bùi Thị Ngà, hôm 20 tháng 8 vừa qua là sinh nhật tuổi 27 của Bùi Thị Ngà, nữ phụ công xuất sắc của câu lạc bộ bóng truyền thông tin liên Việt Postbank, trong dịp đặc biệt này. Cô đã được nhiều đồng đội như Nguyễn Linh Chi, Âu Hồng Nhung, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh tổ chức một bữa tiệc ấm cúng thậm chí còn quay video những khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước tính cách hài hước và tình cảm gần gũi của những vận động viên xinh đẹp thuộc câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin nhanh 24 giờ, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.